Lâu lắm rồi người ta mới được thấy hình hài của một câu lạc bộ màu da cam đúng nghĩa trên sân vận động Allianz Arena, nơi mà Hà Lan đã thể hiện đẳng cấp vượt trội khi đè bẹp Rumani 3 bàn không gỡ. Người ta có thể nói rằng Hà Lan thắng nhờ gặp đội bóng yếu hơn, nhưng điều đó vốn chả còn quan trọng gì. Thứ người ta cần xem là một chiến thắng, và chí ít thì Hà Lan đã làm được điều này. Bạn biết gì không, đã hơn 20 năm rồi các cổ động viên mới được thấy Hà Lan thắng tại một vòng knockout của một kỳ Euro. Và cũng lâu lắm rồi đấy, người ta mới thấy răng rấp của những cầu thủ tấn công chất lượng cho đội hình của câu lạc bộ màu da cam. Từ những lúc mà người ta còn quen mặt với những cái tên như Robin van Persie hay Arjen Robben. Nhưng hiện tại, Hà Lan chẳng cần Robben hay van Persie để tỏa sáng, bởi họ đã có Cody Gakpo, cái tên đã tỏa sáng trong trận đấu với Rumani. Cody Gakpo chia sẻ, đây là trận đấu hay và đội tuyển Hà Lan đã trình diễn thứ bóng đá đẹp mắt. Thật tuyệt khi phá vỡ được sự căng thẳng bằng một bàn thắng không tưởng. Chúng tôi kiểm soát cả trận và không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào. Tất nhiên chúng tôi có thể làm tốt hơn nữa, nhưng so với các trận đấu trước, chúng tôi đã cải thiện không tưởng. Một hành trình nữa được mở ra, đội tuyển Hà Lan đang cảm thấy tự tin dù trước mắt có nhiều đội bóng rất mạnh. Và vào rạng sáng mai, Hà Lan sẽ cần tiếp tục hiện thực hóa tham vọng của mình bằng việc vượt qua ngưỡng mộ của giải đấu mang tên Thổ Nhĩ Kỳ. Nên nhớ rằng, đây không hề là trận đấu dễ dàng vì Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang chơi tốt tại giải đấu năm nay dù không có quá nhiều ngôi sao. Thậm chí, họ còn đả bại đội tuyển Áo, đội bóng từng thắng 3-2 Hà Lan ở lượt trận cuối vòng bảng. Chính vì lý do đó mà không dễ gì để Hà Lan bước tiếp. Nhưng chắc chắn nếu không phải thời điểm này thì sẽ không có thời điểm nào thích hợp hơn cho đoàn quân của huấn luyện viên Ronald Koeman. Phát biểu trước trận đấu, huấn luyện viên Koeman ca ngợi đội bóng của mình sau chiến thắng vòng 16 đội. Ông nói với các phóng viên, chúng tôi là người Hà Lan và ở Hà Lan, chúng tôi phải chơi tốt, phải tấn công. Màn trình diễn thật xuất sắc và đó chính là điều chúng tôi cần có để tiến sâu tại giải đấu này. Khi được hỏi về đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ, vị trí lối ra 61 tuổi cho biết, tôi vốn không quan tâm họ là ngựa ô hay không, khó khăn nữ, có thể lắm chứ. Nhưng chúng tôi đến đây để giành chiến thắng, nên dù đối thủ có là ai thì chúng tôi vẫn sẽ quyết tâm thi đấu để đạt được mục tiêu đó. Trong khi đó, huấn luyện viên Montella đã ghi nhận sự ủng hộ đáng kinh ngạc của Thổ Nhĩ Kỳ khi ông có phát biểu với giới truyền thông. Ông nói, chúng tôi có lượng người theo dõi đông đảo, có niềm đam mê và tình yêu. Chúng tôi luôn cảm nhận được trách nhiệm, tình yêu và sự hỗ trợ mỗi ngày. Nhưng bạn chỉ có thể nắm bắt được những ước mơ này nếu bạn làm việc chăm chỉ ngay từ ngày đầu. Gặp Hà Lan là thử thách khó, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng, chúng tôi chưa muốn dừng lại tại đây. Chúng tôi muốn tạo ra nhiều bất ngờ hơn nữa, ông Montella nói thêm. Huấn luyện viên Ronald Koeman có đầy đủ lực lượng cho trận đấu sắp tới và nhiều khả năng ông sẽ tung ra đội hình mạnh nhất nhằm giành chiến thắng. Hàng tứ vệ vững chắc với cặp trung vệ Van Dijk và De Vrij luôn thể hiện sự ổn định trong những trận đấu gần đây. Hai cánh Ake và Dumfries vẫn là nền tảng cho sự vững chắc phía sau. Vấn đề duy nhất của Koeman có lẽ nằm ở vị trí chạy cánh phải khi chưa có cái tên nào thực sự nổi bật. Tuy nhiên, Malen với cú đúp ở trận đấu trước nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội. Sau màn trình diễn ấn tượng trước Rumani, Koeman có thể sẽ chọn đội hình tương tự vào đêm thứ bảy với Bart Verbruggen trong khung thành. Tuy nhiên, Steven Bergwijn đã bị chấn thương, nên Jeremy Frimpong hoặc Donjel Malen, người đã tỏa sáng sau khi vào sân từ băng ghế dự bị, có thể sẽ đảm nhận vị trí cánh phải của Denzel Dumfries. Hai ngôi sao chắc chắn sẽ ra sân từ đầu là tiền đạo Cody Gakpo của Liverpool, người đã ghi 3 bàn trong 4 trận tại Euro 2024, và Memphis Depay, người chỉ kém kỷ lục ghi bàn của Robin van Persie cho đội tuyển Orange 4 bàn. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ có thể chào đón sự trở lại của đội trưởng có ảnh hưởng Hakan Çalhanoğlu, nhưng hai tiền vệ khác phải chịu án treo giò. Okun Kökçü sẽ bỏ lỡ trận đấu với đất nước nơi anh sinh ra, và Ismail Jusek cũng phải ngồi ngoài sau khi nhận hai thẻ vàng. Samet Akedin có vấn đề về sức khỏe và khả năng góc mặt cũng bỏ ngỏ. Do vậy, Thổ Nhĩ Kỳ trận đấu này vẫn có thể trông chờ vào tài năng của các ngôi sao như Çalhanoğlu hay Arda Güler khi họ vẫn sẽ đóng vai trò nòng cốt trong đội hình của đội bóng này. Hà Lan đã chơi những trận đấu lớn và có những thời điểm khó khăn. Điều quan trọng nhất là chúng ta biết họ mạnh ở đâu và yếu ở đâu. Chúng tôi biết cách làm tổn thương họ và sẽ cố gắng thực hiện điều đó. Trợ lý huấn luyện viên Thổ Nhĩ Kỳ Daniel Russo nói về cuộc thù hùng sắp tới. Bạn có thể thấy trong các video cách mọi người ăn mừng trên đường phố và họ hạnh phúc như thế nào. Chúng tôi muốn tiếp tục làm cho họ hạnh phúc. Đội trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Çalhanoğlu tự tin và chiến thắng trước câu lạc bộ màu da cam. Theo cựu danh thủ Edgar Davis, Thổ Nhĩ Kỳ chưa bao giờ là đối thủ dễ chịu với Hà Lan. Tuy nhiên nếu áp dụng đúng chiến thuật như trận gặp Rumani, cơ hội đi tiếp của Orange là rất cao. Hà Lan chỉ ghi danh vòng knockout với tư cách đội xếp thứ 3, nhưng giờ là lúc người hâm mộ đội bóng này mơ về chiến tích vô địch châu Âu. Khả năng phòng ngự của đội bóng dưới quyền huấn luyện viên Koeman tốt hơn hẳn đối thủ. Trong khi Hà Lan giữ sạch lưới 2 trận trong 4 trận đã đấu tại Euro, bao gồm cả trận đấu gặp Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ thủng lưới cả 4 trận. Xét về thành tích đối đầu, hai đội gặp nhau tổng cộng 14 lần, trong đó Hà Lan thắng 6 trận, Thổ Nhĩ Kỳ thắng 4 trận và hòa 4 trận. Về cơ bản, đây có thể là trận đấu Hà Lan giải quyết được đối thủ trong 90 phút. Trong lịch sử đối đầu, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ đã chạm trán nhau tổng cộng 14 lần. Hà Lan giành chiến thắng trong 6 trận, Thổ Nhĩ Kỳ thắng 4 trận và 4 trận kết thúc với tỷ số hòa. Tuy nhiên, trận đấu sắp tới mới là lần đầu tiên hai đội gặp nhau tại một giải đấu lớn, hứa hẹn mang đến nhiều kịch tính và bất ngờ. Nhìn lại những cuộc đối đầu gần đây, khả năng xuất hiện 10 bàn thắng là rất cao.
Hai trận gần nhất giữa Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ chứng kiến tổng cộng 13 bàn thắng được ghi, trung bình 6,5 bàn một trận. Trong vòng loại World Cup 2022, Thổ Nhĩ Kỳ thắng 4-2 ở lượt đi và thắng 3, và Hà Lan phục thù bằng chiến thắng 6-1 và thắng 9 cùng năm. Những con số này cho thấy cả hai đội đều sở hữu sức mạnh tấn công đáng gờm và không hề ngại ngần tung hết sức để tìm kiếm bàn thắng. Sau khi lọt vào vòng 16 đội với tư cách là một trong 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất, sau thất bại 3-2 trước Áo, Hà Lan đã thể hiện một màn trình diễn xuất sắc khi đánh bại Romania 3-0 cho trận đấu vòng 16 đội. Chiến thắng này đã khiến người hâm mộ ONG bắt đầu mơ về một hành trình vinh quang, gợi nhớ lại chiến tích của họ tại Euro 1988. Hậu vệ Daniel Dumfries chia sẻ sau trận đấu: "Chúng tôi đã học được rất nhiều từ trận đấu với Áo. Chúng tôi đã có rất nhiều cuộc trò chuyện trong tuần qua. Tôi nghĩ chúng tôi đã làm rất tốt, đặc biệt là trong việc gây sức ép và giữ bóng. Chúng tôi rất tự hào vì đã trở lại mạnh mẽ sau thất bại trước Áo." Theo chuyên gia Spomo, Hà Lan đang tìm lại phong độ và nhịp điệu, sẽ vượt qua được Thổ Nhĩ Kỳ trong trận đấu căng thẳng. Dự đoán của họ sẽ là tỷ số 2-1 nghiêng về Hà Lan. Điều này cũng được chia sẻ bởi chuyên gia của Standard, người cho rằng Hà Lan sẽ giành chiến thắng 2-1 trong trận tứ kết Euro 2024, với kỳ vọng Cody Gakpo sẽ lại sắm vai chính cho đội bóng áo cam. Cody Gakpo, ngôi sao trẻ của Liverpool, đã thể hiện phong độ ấn tượng tại Euro 2024 khi 3 bàn trong 4 trận. Sự tỏa sáng của anh chính là một trong những yếu tố giúp Hà Lan vượt qua vòng bảng và tạo ra những trận đấu hấp dẫn. Cùng với sự trở lại mạnh mẽ của Memphis Depay, Hà Lan đang sở hữu hàng công đáng gờm, có thể xuyên phá mọi hàng thủ. Chuyên gia của Gimme Sport cũng tin rằng Hà Lan sẽ giành vé vào bán kết Euro 2024 khi so sánh thực lực giữa hai đội. Dự đoán của họ là một chiến thắng 3-1 cho Hà Lan trước Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này cho thấy niềm tin mạnh mẽ và khả năng của Hà Lan cho việc tiếp tục cuộc hành trình chinh phục danh hiệu châu Âu. Thành tích đối đầu giữa hai đội cũng tạo nên những kỳ vọng lớn. Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp nhau 14 lần trong quá khứ, với Hà Lan thắng 6 trận, Thổ Nhĩ Kỳ thắng 4 trận và 4 trận kết thúc với tỷ số hòa. Tuy nhiên, những cuộc đối đầu gần đây càng hấp dẫn với tổng cộng 13 bàn thắng được ghi trong hai trận vòng loại World Cup 2022. Thổ Nhĩ Kỳ thắng 4-2 ở lượt đi và Hà Lan trả thù bằng chiến thắng 6-1 ở lượt về, cho thấy cả hai đội đều có sức mạnh tấn công ấn tượng. Hà Lan đã tiến vào vòng knock-out với tư cách là một trong 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất sau thất bại 3-2 trước Áo. Nhưng họ đã nhanh chóng lấy lại phong độ, thể hiện màn trình diễn xuất sắc khi đánh bại Romania 3-0 trong trận đấu vòng 16 đội. Chiến thắng này đã khơi dậy hy vọng về một hành trình vinh quang, gợi nhớ lại chiến tích vô địch của họ tại Euro 1988. Trận chiến sắp tới không chỉ là cuộc chiến giữa hai đội bóng mạnh mẽ, mà còn là dịp để các cầu thủ chứng tỏ bản lĩnh và khát vọng chiến thắng. Với lối chơi tấn công mãnh liệt và tinh thần quyết tâm, cả Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ đều hứa hẹn sẽ mang đến một trận cầu hấp dẫn, đầy cảm xúc và kịch tính cho người hâm mộ. Liệu Hà Lan có thể tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng của mình hay Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gây bất ngờ? Tất cả sẽ được giải đáp trong trận cầu đáng mong chờ này.